vòng 12 lớp 8 với em. Nít tiếp theo, bài nào giải nít trước rồi thì mình cũng làm nữa các em nhé. Bài này mình làm ở nít trước rồi các em nghe, nhưng mà không nhớ đáp án là phải làm lại. X bình trừ 5X bằng 0. Rồi, vậy X bằng 0 và X bằng 5 cộng lại sẽ bằng 5. Cái này cũng y như vậy luôn. Một cái X bằng 0, một cái X bằng trừ 3, vậy cộng lại là bằng trừ 3. Cái này muốn đạt giá trị lớn nhất thì các em phải biến đổi đó. Các em biến đổi ha. Thầy giúp các em biến đổi luôn. Cái biểu thức đó thì đặt tên là P đi. Thì ở trên rút 5 là còn x cộng 1. Ở dưới là các em nhóm x mũ 3 với x bình lại là rút x bình ra là còn x cộng 1 bên trong. Rồi x cộng 1 bên trong giữ nguyên. À, cái x cộng 1 lần cuối giữ nguyên. Tiếp tục là bằng 5 nhân x cộng 1. Ở dưới ta rút x cộng 1 ra là còn x bình cộng 1 bên trong. Rồi giờ mình rút gọn, như vậy còn lại 5 trên x bình cộng cho 1. Như vậy là tử là 5 là vĩnh viễn không đổi. Vậy phân số này muốn lớn nhất thì mẫu phải nhỏ nhất. Mà mẫu là một cái bình phương cộng với 1, vậy mẫu nhỏ nhất là bằng 1. Đạt được khi x bằng 0 đó. Như vậy suy ra max của P sẽ bằng 5/1. Là lúc mẫu nhỏ nhất là bằng 1 đó. Vậy là bằng 5 ha. Không có 5 luôn hả? À, người ta hỏi x bằng bao nhiêu. X bằng bao nhiêu để đạt lớn nhất, chứ người ta không có hỏi giá trị lớn nhất các em nghe. Như vậy muốn nhỏ nhất thì chỗ này phải bằng, muốn lớn nhất, muốn P lớn nhất thì x bình phải nhỏ nhất. Mà x bình nhỏ nhất thì x phải bằng 0 nghe. Đây nè. Câu số 4. Cái này làm ở nít trước rồi, số 17. Cái này các em tính bình thường thôi. Cộng tử giữ mẫu thì 3x cộng cho trừ x là thành 2x. 2x rồi 10 trừ 4 là thành 6. Ở dưới là x cộng 3. Ở trên rút 2 ra, rút gọn với mẫu là còn 2 thôi. Còn 6. Cái này là x bằng 6. X bằng 8, y bằng 6. Tự tính, cái này kiến thức lớp 7 mà. X bằng 8 ha. Câu hỏi số 7. Giá trị nhỏ nhất của cái này, đừng có nói là nó bằng 0 nha. Đừng có nói cái này bằng 0, cái này bằng 0, à, cái này lớn bằng 0, cái này lớn bằng 0, cộng lại là lớn bằng 0 là sai á. Bởi vì nó không có cùng lúc bằng 0 được. Nếu bên này là bằng 0 á, thì x bằng 2016 thì bên này không bằng 10, không bằng 0 được. Còn bên này bằng 0 là x bằng âm 2017 thì bên này lại không bằng 0 được. Như vậy mình phải phá ra đã. X bình nè, trừ 2 nhân cho 2016 x rồi cộng cho 2016 mũ 2 rồi cộng cho bên kia là x mũ 2 cộng cho 2 nhân 2017 x rồi cộng cho 2017 mũ 2 đó. X bình cộng x bình là 2x bình rồi. Hai cái này làm việc với nhau, trừ 2 cộng 2 nữa. Vậy rút 2 ra ngoài. Lấy máy tính đi các em. Rồi, như vậy là mình tính cái 2 nhân 2017 trừ cho 2 nhân 2016 thì nó bằng 2 các em. Chỗ này bằng 2 ha. 2x. Rồi còn lại cái này thôi. B xuống. Cái này B xuống. Rồi đó, bây giờ mình tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái này ha. Giờ ta tìm giá trị nhỏ nhất của cái này. Dùng chức năng trong khóa học V81. Nhập nè, 2 nè, 2 nè, 2016 bình cộng 2017 bình. Rồi giá trị nhỏ nhất là bằng
81325 44,5, 81325 44,5 đạt được khi x bằng âm 1/2. Đây, nó này. Câu số 8, 1/3 của 6 mũ 30. Thì các em lấy 6 mũ, trích một số 6 ra là còn 6 mũ 29. Rồi 6 đó nhân cho 1/3 là thành 2. Đây, nó đây nè. A mũ 2 bằng 25 thì A sẽ bằng dương 5 hoặc âm 5. Rồi mũ 4 lên thì dương 5 mũ 4 cũng như âm 5 mũ 4 thôi, là bằng 625. Xong bài toán. Bài thi 2. Con chó. Ở đây là x bình cộng 1 là không thể bằng 0. Chỗ này x bằng 0 là có một giá trị, chỗ này có hai giá trị nữa, hôm trước mình làm rồi. Như vậy tổng cộng có 3 giá trị. Con rắn chạy đâu? Cho hình vuông. Bài này hôm trước làm rồi các em nha. Hình vuông ABCD nè. Rồi mình quánh từ ngoài quánh vô các em ha. BE bằng DF bằng 2. Quên đáp án rồi thì làm lại thôi. Các em trở lại nick số 1 coi nha, làm rồi. 6 giờ lấy diện tích hình vuông trừ 3 cái tam giác bao quanh á. 2, 6, 12 chỉ đôi á là 6, 6. Còn cái tam giác ECF á là 4 × 4 = 16, chỉ đôi là 8. Vậy là mình lấy 36 trừ 6 trừ 6 và trừ 8 16 cái. Con ngựa, cái này hôm trước cũng tính rồi, hôm trước cũng tính rồi, giờ gặp thằng bài cũ không? Rồi các em trở lại cái nick trước các em coi đi ha. Thầy có biến đổi toán học rất kỹ bài này. Còn bây giờ thầy dùng máy, dùng cái kỹ thuật trong khóa học V81 thầy dạy để là thầy làm cho nó nhanh ha. Rồi thầy có x nè, cộng nè, 1 trên x nè, bằng 5 nè. Rồi thầy đi tìm x. Rồi ra x rồi. Bây giờ thầy ấn x mũ 2 cộng cho 1 trên x mũ 2 bằng 23 kìa. Còn biến đổi toán học thì nick trước thầy giới thiệu rồi nha. Ồ, bài này ở trước cũng làm rồi. Làm rồi. Bây giờ làm rồi mà không nhớ đáp án mới đâu. Bây giờ làm lại ha. Không nhớ đáp án. À nhớ rồi các em. A là trừ 15/2. Còn nếu thầy nhớ không lầm nữa là B bằng 1/2. Các em quay lại cái nick 2 á. Các em coi ha. Để làm kỹ rồi. Âm 15/2. Giải hệ phương trình thôi. Chức năng hệ phương trình thì thầy dạy kỹ ở khóa học V81 rồi. Tổng các giá trị bằng 0. X nó bằng cộng trừ 1/2 cộng lại bằng 0. Cái này thì cộng vô thôi. Cộng tử giữ mẫu. X bình trừ 8X cộng 16 sẽ thành X trừ 4 tất cả bình trên X. Đâu 8 trừ 8 là hết rồi. Chỉ còn X bình trừ 8X thôi. X bình trừ 8X rút X ra thì còn X trừ 8 rút gọn X ở dưới là đúng còn X trừ 8 luôn ha. Con dê. Rút bập bập. Rút gọn rồi nó ra 4A trên 3. Mấy bài này dễ quá. Một đa giác có tổng các góc trong là 1080. Bài này thầy làm ở nick số 1 rồi các em nha. Nhắc lại xíu. Tổng các góc trong là N trừ 2 nhân cho 180. Cái này thầy dạy ở V82 rất kỹ rồi. Bằng 1080. Vậy từ đây mình lấy 1080 chia cho 180 rồi cộng cho 2 bằng 8 này. Tí nữa chết rồi. Làm lại coi. 6 × 180. Rồi đồ ổn rồi. Tí nữa nhớ nhập nhằng là sai rồi.
con heo. Cái này thầy giải cho nít trước rồi nha. Một cái x ra bằng trừ 2, một cái x ra bằng trừ 10. Đâu? Một cái x bằng trừ 2 nè, một cái là x bằng trừ 5. 2x cộng 10 bằng 0, x bằng trừ 5. Vậy nhân lại, trừ 2 nhân trừ 5 là bằng 10. Con hổ. Hình thoi. Hình thoi mà có một góc 90 thành hình vuông mất rồi. Hình vuông mà lại có cạnh AB bằng 3 nữa thì diện tích là bằng 3 x 3 là thành 9. Trời hỏi nít sao dễ hết trời. Bài thi số 3. Đừng để điểm rơi. Lần này chắc hứa hẹn đau khổ đây. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì chu vi của nó sẽ là gì? Hai lần dài cộng rộng nhân đôi á. X cộng 4 cộng cho 2x trừ 1. Rồi tính thôi, nó dài cộng rộng nhân đôi thôi. X cộng 4 cộng 2x trừ 1 là thành 3x cộng 3 nè. Nhân 2. Đó. Là thành 6 lần x cộng 1. Mà x bằng 3, như vậy là 3 cộng 1 là 4, 4 x 6 là 24. Không xác định khi x bằng 2, câu hỏi quá dễ. Cái này cộng lại, x cộng 2 trừ 1 là thành x cộng 1. Rút gọn với mẫu luôn là bằng 1. Trời đi thi mà gặp cái này 300 điểm hết trơn các em ơi. Bài toán chia bánh nha. Coi lại bài toán chia bánh ha. Thì cái miếng ABM sẽ là bằng 12 chia đôi là bằng 6. V82, khóa học V82 thầy dạy rất nhuyễn về bài toán chia bánh. Coi lại nhìn thầy, có cả bài toán chia bánh tổng quát nữa. Cái này thầy dạy ở nick số 2 rồi. Các em quay lại nick số 2 coi cách giải tường tận luôn. Còn giờ thầy lấy đáp án thôi, số 8. Tổng của ba số nguyên tố thì số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Cái này thầy cũng phân tích và lập luận ở nick số 1 rồi. Nick số 1 hay nick số 2 gì đó, không nhớ. Vậy số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Quay lại đó coi thầy giảng nha. Còn đáp án thì chẳng lẽ thầy giảng lại lần thứ 2 nó phím. Thì ta đi tìm câu khó thôi. Cái này bằng 0 nha. Tự tính. Chả có câu nào xứng tầm với mình hết. Cái gì đây? Cho tứ giác ABCD. À bài này chắc khó đây. Rồi bài này thầy sẽ giúp các em vẽ hình tường tận luôn. Rồi vẽ hình tứ giác nhanh các em. Tứ giác bất kỳ thôi. A này, B này, C này và D này. Giờ thầy đo góc góc C và góc D là cỡ 60 độ ha. C với D cỡ 60 độ. Đo cho nó chắc đi. 60 độ. D cũng 60 độ. Đây. Rồi tiếp tục. Giờ thầy cho cái góc D đúng 60 độ luôn. Đây 60 độ. Nhìn nè 60 độ. Góc C cũng vậy. Thầy cho 60 độ luôn. Rồi ok. E là giao điểm các đường phân giác trong của góc A và góc B. Phân giác hả? Phân giác của góc A nè. Phân giác góc B nè. Cắt nhau tại E. Rồi. Tính số đo của góc AEB. Trời ơi, dễ ẹt.
là mình tính mất công quá, là mình vẽ hình mất công quá. Góc này 60 rồi, góc này 60 rồi, thì góc A lớn này và góc B lớn này cộng lại sẽ bằng 360 trừ 60 trừ 60 là còn 240. Góc A này á và góc B lớn thì cộng lại bằng 240, thì nửa góc A này nè với lại nửa góc B bên này cộng lại sẽ bằng 120. Lúc đó góc AEB sẽ bằng 60 độ. Phải không? Trời, phải hỏi lắng xẹt. Làm tưởng hoành tráng lắm, vẽ hình mất công quá các em. Rồi, bài này. Bài này thì ta biến đổi bằng toán học thôi. Biểu thức P bằng cái đó. Suy nghĩ coi. Đây là cái lúc, đây là cái lúc mà các em sẽ thấy là cái khóa học V81 thầy dạy cho các em rất là hiệu quả. Cái này biến đổi toán học thì hơi bị phê luôn. Thì cái này ở cuối giờ. Rồi, thầy trở lại. Cái bài đó thầy đang giảng cho các em thì nó hết binh mất nha. Cho nên nó bị đứt giữa chừng. Bây giờ thầy giảng lại cái bài đó ở cuối bài nè. Cuối giờ này. Cái đề của nó là gì nhỉ? Cái đề của nó là A cộng B cộng C bằng 1/2. Giờ mình tính. Tính P bằng, quên đề rồi, 2AB cộng C trên A cộng B tất cả bình và nhân cho tương tự. Đó là 2 nhân BC cộng A. Ở dưới này là B cộng C. Rồi tương tự bên này là 2 lần CA cộng cho B. Ở dưới này là C cộng A ha. Nếu các em dùng kỹ thuật mà thầy dạy trong V81 á thì ra nhanh lắm. Các em trở lại khóa học V81 á, các em làm ra nhanh lắm ha. Nó sẽ bằng 8 ha, nó bằng 8. À, thầy nhắc lại là trong lúc thầy đang giảng cái vòng 12 vừa rồi, thầy nhắc lại lúc thầy đang giảng cái vòng 13 này nè thì máy nó đứt mất mà thầy không biết, mà thầy lỡ qua vòng, à lỡ qua vòng 300 điểm mà ha. Ta vào kết quả ta xem thử. Đây nè, 300 nè, vòng 12 thầy vừa thi xong 300 ha. Còn bây giờ tại sao nó bằng 8? Thì nếu các em dùng kỹ thuật trong khóa học V81 á thì nó bằng 8 nhanh lắm. Nhưng mà biến đổi toán học thì biến đổi như thế nào? Em nào chưa học V81 á thì các em đăng ký gấp đi nha. Bởi vì làm bài này chỉ trong tích tắc có vài giây thôi là ra 8 liền. Trong khi đó biến đổi toán học á là hơi bị phê luôn, phê lòi luôn ha, khổ lắm các em. Giờ thầy sẽ hướng dẫn các em. Yên tâm đi ha. Đơn giản thôi. Nó như thế này. Bài này thì các em hơi bí đúng không? Nếu giải bằng toán học á thì nếu em nào mà giải được thì sau này phải vô đội tuyển học sinh giỏi á. Rồi thầy giải nhanh. Cách giải của thầy như sau. Chỉ cần các em hiểu thôi. 2AB cộng C thầy sẽ tách thành 2AB cộng thêm 2BC. Đây là động tác phi thường nè. Cộng C trừ 2BC để nó bằng như cũ trở lại đó. Đúng chưa? Rồi cái nhóm đầu tiên là thầy rút 2B ra ngoài. Thì ở trong còn A cộng C. Đây, cái nhóm này là thầy để dùng nhóm nè. Còn tại sao thầy nghĩ ra cái đó thì các em phải tham gia những khóa học thêm sắp tới của thầy, khóa học nâng cao sắp tới thôi. Ở cái nhóm thứ hai á là các em rút 2C ra ngoài. Lại là một động tác phi thường nữa. C mà rút 2C ra ngoài thì chỗ đó còn 1/2. Không tin các em nhân vô lại đi. Còn này là 2BC thì các em rút 2C thì còn B thôi. Các em nhân vô lại bằng như cũ. 2C nhân 1/2 là bằng C này. Rồi 2C nhân B là bằng trừ 2BC chứ nữa. Tiếp tục. Cái phần đầu thì để nguyên si.
còn cái phần trong ngoặc thầy sẽ thay đổi 1/2 trừ b, đúng không? 1/2 thì thầy dùng giả thiết này, 1/2 là bằng a cộng b cộng c đó, thì thay bằng a cộng b cộng c thôi và trừ b. Như vậy qua bao nhân nan cuối cùng bằng cái gì? Cuối cùng bằng này. A cộng b cộng c trừ b thì còn a cộng c thôi, đúng không? Rồi giờ mình lại rút a cộng c ra ngoài làm nhân tử chung, rút số 2 nữa chứ, 2a cộng c ra ngoài, ở trong là còn b cộng c, hiểu chưa? Chỉ cần các em hiểu thôi, không cần các em làm được đâu. Làm sao các em làm được khi mà chưa bồi dưỡng học sinh giỏi, đúng không? Tương tự 2ab cộng c thì nó thành này, thì bây giờ 2 lần bc cộng a thì nó giống vậy thôi, b này xuống y vậy. 2abc thì đây là a b c, vậy chỗ này là 2bca thì đây sẽ là b nè, đây sẽ là c nè, còn chữ c đổi thành a hết. Tương tự y như vậy luôn, 2 lần ca đây b thì đây đổi thành c, đây đổi thành a, còn chữ a này đổi thành b. Các em tự ngẫm nghĩ nha, chứ thầy giảng vậy là quá lắm rồi nhé. Bắt thầy giảng bài nào cũng giảng hết bất công. Cái đáp án 8 này là do hồi nãy mình dùng kỹ thuật trong V81 thầy giải ra rồi nha. Còn giờ mình đang đi tính minh điều đó thôi. Rồi thầy bê cái này xuống, cái này là cái cần tính này. Suy ra B sẽ bằng 2AB cộng C, là nó thay bằng cái trên này kia. Đây nè, nó thay bằng cái này, thay xuống ha. Mình xóa này đi, thay bằng cái này. Rồi 2BC cộng A thì thay bằng cái này. Rồi 2CA cộng B thì thay bằng cái này. Đó. Rồi giờ các em coi, A cộng C đây, rồi A cộng C đây nữa, là thành A cộng C, tất cả bình rút gọn cái này là hết nè. Phép nhân mà, đây là phép nhân mà. Rồi B cộng C nhân với B cộng C, chỗ này là B cộng C, tất cả bình rút gọn cái này là hết. Cái mẫu này hết nè. Rồi B cộng A với lại A cộng B là A cộng B, tất cả bình rút gọn này hết. Cuối cùng chỉ còn 2 x 2 x 2 là nó bằng 8. Đó, các em hiểu nổi không? Hiểu nổi không? Rồi, muốn hiểu, hè này thầy sẽ mở các cái lớp nâng cao bồi dưỡng toán ha, bồi dưỡng học sinh giỏi toán cho lớp 8 thi lên lớp 9. Và sau này thi các cái lớp chuyên, lớp 10, công lập, các cái trường chuyên nổi tiếng. Nha. Các em nhớ tham gia cái kênh đó là kênh toán thầy luận. Còn cái kênh các em đang xem á là kênh giải viên bích thôi. Còn sau này muốn học toán á thì các em vô YouTube ha, YouTube. Các em coi cái kênh toán thầy luận thôi. Là kênh phụ á. Cái kênh phụ. Đây, toán thầy luận đây kìa. Vô đây ha, hè thầy sẽ mở bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao kiến thức, học thêm trên mạng, đủ các kiểu trong này. Nhớ tham gia. Như vậy là thầy đã hoàn thành xong vòng thi số 12 với số điểm tối đa là 300 ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở vòng thi số 13. Vậy các em nha. Bye bye.